Đi 123 天, ngày 123. Chỉ cần vừa học vừa sử dụng là được rồi. Hãy nghe và nhắc lại. 只要一边学习一边使用就可以了. Chỉ yào y biên xuế xí y biên sử dụng chiều cửa ý lợ. 只要一边学习一边使用就可以了. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Mình thấy nói tốt lắm mà. 我看说得挺好的. Nhà mình chính là gần đây. 我家就在附近. Hình như gọi là Đại học Sư phạm Quảng Tây. 好像叫广西师范大学. Cho nên mình còn chưa cài đặt. 所以我还没有安装. Sau khi về sẽ tải xuống xem thử xem. 回去以后会下载看看. Lên WeChat nói chuyện nhiều một chút. 多上微信聊天. Đó đâu thể coi là. 那哪能算是. Phiền qua đây một chút. 麻烦过来一下. Rất quen thuộc đối với quán cà phê này. 对这家咖啡厅很熟悉. Trông có vẻ như. 看起来. Bạn nếm thử xem. 你尝一尝. 你尝尝. Thôi. 算了. Một công ty du lịch. 一家旅游公司. Có dự định phát triển ở Việt Nam hay không? 打不打算在越南发展? Ở bên ngoài. 在外面. Tiểu Dương. 小杨. Muộn chút gặp lại. 晚点见. Nhớ gọi điện thoại thông báo cho chị. 记得打电话通知我. Nhưng mà. 可是. Sớm đã quen rồi. 早就习惯了. Phương pháp học này. 这种学习方法. Hiệu quả quả thực cực kỳ tốt. 效果确实非常好. Không cần cố đi ôn tập từ mới và bài khóa cái gì cả.
不用刻意去复习生词和课文什么的。chỉ cần, 只要, vừa học vừa sử dụng, 一边学习一边使用。